À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và mình là Minh Dũng Một Câu đây. Thì hôm nay thì anh em mình tiếp tục gửi đến các bạn những clip ý nghĩa nhé. Và nếu mà các bạn cảm thấy những cái thông tin của anh em mình thiết thực thì các bạn cho mình một like và subscribe nhé. Và đây là anh Dũng Một Câu này. Chào anh Dũng. Thì hôm nay thì anh Dũng sẽ gửi đến cho bà con nông dân những nội dung gì anh Dũng nhỉ? Cái đầu ra quan trọng là bà con chăn nuôi giờ là ngán nhất là cái đầu ra, mà quan trọng nhất là đầu ra. Mình ở đây hôm nay mình cũng nói cho bà con hiểu là coi như là thứ nhất là trại bồ câu Minh Dũng á, ký một hợp đồng pháp lý với bà con ai mua chim bồ câu của Minh Dũng nha, sẽ ký tờ giấy pháp lý đàng hoàng, hợp đồng bao tiêu cho bà con. Coi như cái đầu ra đó là cái quan trọng nhất á, nuôi có đạt nhưng mà đầu ra cũng không có là xong. Nhưng mà hôm nay trại Minh Dũng là có làm hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con là pháp lý đàng hoàng. Cái giá đưa ra là trên chứ không bao giờ hạ xuống cái mức quy định của cái trại bồ câu đưa ra, chứ không phải như con gà hôm nay 10.000 hôm kia 4.000 không có. Cái này là đưa ra là dấu số nó số chết, đi lên chứ không giờ đi xuống, là bao tất cả. Còn cái hai nữa là những người không mua chim bồ câu bên Minh Dũng, mua những trại khác, quan những trại đâu không biết, nhưng mà không đầu ra, lại đây Minh Dũng vẫn ký hợp đồng bao luôn những trại đó vĩnh viễn là như bao đầu ra cho bà con chăn nuôi, khỏi có băn khoăn như những con heo, con gà, con vịt nữa. Hôm nay trại Minh Dũng chia sẻ với bà con về cái đầu ra. Vâng, thưa các bạn, có thể nói là đối với những người nông dân á, thì mà khi họ quyết định phát triển kinh tế bằng một cái mô hình nông nghiệp nào đấy á, thì họ rất là lo ngại về cái vấn đề đầu ra. Tại vì cái vấn đề đầu ra sẽ quyết định được bạn có thành công hay không. Nhiều khi bạn nuôi tốt đấy, bạn chăm sóc tốt đấy, nhưng mà không có đầu ra thì bạn cũng sẽ thua, đúng không ạ? Thì vì thời gian vừa qua thì các bạn cũng theo dõi trên báo đài, các bạn cũng thấy là Việt Nam mình rất nhiều những cuộc giải cứu, giả từ giải cứu nông sản đến giải cứu thịt heo. Trước kia còn có cả giải cứu cả cá sấu nữa các bạn, thịt cá sấu nữa. Tại vì thịt cá sấu nghe thì nó có vẻ sang hay thôi, nhưng mà thời gian trước đó thì thịt cá sấu lại hạ giá và người ta phải nghĩ đến một cuộc giải cứu cá sấu. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng mà nó sự thật đấy các bạn. Thì ngày hôm nay thì tiếp những cái thông tin hồi nãy thì anh em mình sẽ nói về cái việc mà đầu ra cho bà con nông dân. Tại vì những cái bà con nào mà muốn hợp tác với trại của cô Minh Dũng á, thì trại Minh Dũng mình sẽ làm một cái hợp đồng như thế nào nhỉ? Bà con nào mà mua con giống á, trại của cô Minh Dũng á, mà sợ cái đầu ra không ổn định hay như những con gà, con heo á, trại bồ câu mình có làm một hợp đồng pháp lý cho bà con để yên tâm, là coi như là thu mua vĩnh viễn, là không để cho bà con mà coi như là hoang mang như những cái con cá sấu, con gà, con heo. Không có chuyện đó, là bây giờ thu hết tất cả, mình bán nhiều mình thu nhiều, và thậm chí không bán con giống cho bà con vẫn đi thu lại. Như chẳng hạn như ở Củ Chi giờ cũng có mấy chục hộ giờ mua rồi, giờ ông chủ nó giải thể rồi, giờ đâu có đầu ra đâu, xuống giao ở đây, giao hết tất cả ở đây, mình vẫn thu giá bằng cái trại mình đưa ra, chứ không có ép bà con khác hay là mua trại kia tôi sẽ giảm giá, không có, vẫn thu như vậy. Ở đây là một con bồ câu ra đàn đúng không anh? Đây là một con ra đàn. Đối với những cái con bồ câu ra đàn như thế này á, thì khi mà bà con mà nuôi mà đến khi mà ra đàn á, thì trại mình sẽ thu mua lại những cái con bồ câu như này đúng không anh? Đây, ra đàn đây. Đây là bồ câu ra đàn các bạn nhé, trên tay mình là bồ câu ra đàn này. Con này 15 ngày tuổi. Con này hiện tại là 15 ngày tuổi nhé. Thì hiện tại như mình cũng đã chia sẻ đó là những bà con nào mà muốn chưa có đầu ra, mà muốn trại mình lo đầu ra luôn á, thì trại mình sẵn sàng hỗ trợ cho bà con nhé. Tại vì mình nhận được rất nhiều những cái thông tin về cái việc mà bồ câu mình không có đầu ra hoặc là như thế nào đấy, nhưng mà anh em mình chia sẻ luôn đó là những cái trại bồ câu nó thực ra đó là cái tâm mà làm việc của những cái trại này ra không có, đúng không ạ?
nhiều khi mà họ chỉ lo bán giống thôi, nhưng mà riêng ở trại Minh Dũng mình nhá, thực ra là anh Minh Dũng đây đã là hơn 10 năm đi chào bổ công miễn phí cho bà con rồi. Cái chuyện mà lo đầu ra cho bà con là cái vấn đề mà đương nhiên thôi, tại vì riêng đối với những cái trại khác thì anh em không biết là như nào, riêng đối với trại Minh Dũng là không có chuyện là bắt ép bà con giá bổ câu hạ xuống hoặc là thay đổi như nào đâu, đúng không anh? Rồi khi muốn bà con mà muốn chắc chắn thì anh em mình sẽ làm một cái bản hợp đồng, bản hợp đồng đúng, bản hợp đồng đó là coi như là đang ăn từ giá tỷ nha, 50.000 một con là coi như là mình sẽ thu lại 52.000 một con trở lên, chứ không bao giờ 48, 249.000, không bao giờ có luôn, là thu trên giá 50.000. À, chẳng hạn mà vĩnh viễn mình làm hợp đồng pháp lý rồi, không bao giờ mà giá hành hạ xuống như con gà hoặc con heo. Đây anh có thể cầm, anh trao đổi thêm mọi người. Đây em cầm đây là con ra ràng được 15 ngày tuổi, 20 ngày tuổi là mình làm thịt đó nha, khoảng 5 ngày nữa là mình làm thịt, 5 ngày nữa là mình làm thịt. Con này là con bố mẹ, con này là con giống các bạn nhé. À, các bạn có thể thấy rõ này. À, cái loại này là loại titan thái đúng rồi, đúng không? Chân đỏ, chân phải đỏ nha, titan thái là chân đỏ. À, chân đỏ là mắt cũng đỏ. À, với những cái cặp bồ câu này hiện tại thì ở trại mình bán 500 ngàn một cặp đúng không anh? Đẻ luôn 500 ngàn. 500 ngàn một cặp nha các bạn nhé. Ở đây mà mình có bán 3 loại giá. Một loại 3 tháng tuổi là giá 300 ngàn. Loại 5 tháng tuổi 400 ngàn. Loại về trong tháng. Trên 5 tháng. Về trong tháng đẻ hết 500 ngàn một đôi. Là giống trực tiếp nhập bên Thái về. Bao bà con để giống, bao bệnh, bao chết. Tại vì nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là tại sao giá đắt thế. Về mình xin nói thẳng các bạn luôn, đó là các bạn có thể đi nhiều trại giống khác, các bạn có thể đi nhiều trại giống khác và các bạn có thể tìm hiểu thông tin. Có nghĩa là những cái trại giống khác họ giá rất là đắt, cao hơn, thậm chí là cao hơn gấp nhiều lần nữa, nhưng mà cái chất lượng của nó, xin nói thẳng các bạn luôn là cái chất lượng của nó, khi mà các bạn ơi, mình nói thẳng luôn là các bạn khó có thể thành công đối với những cái loại giống như thế. Riêng đối với trại Minh Dũng mình á, khi mà cơ bản thì khách hàng mà đặt giống á, thì bên mình sẽ có khoảng thời gian lựa giống cho các bạn, chứ không phải là khi nào mà vô bắt đại cặp này cặp kia ra cho khách hàng đâu, đúng không anh? Thì cái chuyện đó là không có, nên các bạn một khi mà đặt giống ở trại Minh Dũng này sẽ phải yên tâm về cái vấn đề mà giống mang ở trại Minh Dũng nào. Tại vì bồ câu Minh Dũng mình là thứ nhất là bao bà con đẻ, bao chết, nói chung tắt phân tạc bao hết, miễn sao bà con đạt 100% thôi. Ở đây thì ngay sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem một vòng nữa về các loại bồ câu ra ràng như thế nào để chuẩn bị để xuất chuồng anh nhé. Đây là hai con bồ câu ra ràng này. Như lúc nãy trại mình cũng từng chia sẻ nhá. Thì đối với những cái cặp bồ câu mà chuẩn bị có thể xuất chuồng như thế này này, thì trại mình sẽ bao tiêu đầu ra cho bà con. Một công việc rất là nghĩa tình các bạn ạ. Đây là những cặp bồ câu đang chuẩn bị có thể xuất chuồng được này. Thì không phải là cái trại bồ câu nào cũng làm được công việc này đâu các bạn nhé. Anh Minh Dũng đây có thể nói là một người rất là tâm huyết với nghề, cũng như là một cái tấm gương sáng cho mọi người noi theo ở cái tỉnh Bình Dương này. Anh Dũng là một người đã từng nhận rất nhiều những cái bằng khen của địa phương cũng như của Trung ương, đúng không anh? Thì thời gian qua thì mình có được biết là anh Dũng nhận một cái bằng khen của ở Trung ương là bằng khen gì anh nhỉ? Hồi năm 2004 được Trung ương tặng bằng khen người trẻ tuổi nhất, thành đạt nhất về nông nghiệp. Đấy, các bạn có thể nắm thông tin về cái việc mà anh Minh Dũng thành đạt như thế nào. Tại vì trên các trang báo á, cơ bản như các bạn mà muốn tìm hiểu về một người nào đấy á, thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google này. Các bạn có thể search cơ bản như là Minh Dũng bồ câu thôi, thì sẽ hiện đến là chân dung một người rất là tận tụy công việc, cũng như là với cái như kiểu cái câu slogan của trại bồ câu Minh Dũng là nông dân làm giàu, dám nghĩ dám làm.
đúng là dám nghĩ dám làm thì thành công nó mới trở thành hiện thực các bạn ạ. Còn đối với nhiều người mà chỉ nghĩ thôi mà không làm thì đây thì mình xin nói thẳng luôn là cái ước mơ mà các bạn muốn làm giàu rất là khó, tại vì các bạn chỉ nghĩ thôi, các bạn không có hành động. Và đối với những cái người mà không hành động á thì sẽ không có những cái quyết định sáng suốt, hoặc là không chịu làm ăn, hoặc là cứ nghi ngờ người này người kia, đây thì chắc chắn là sẽ không thành công nữa các bạn ạ. Thì với những cái thông tin mà trại Minh Dũng Bồ Câu mình chia sẻ thì mình cũng hy vọng là nó sẽ góp phần củng cố thêm những cái kiến thức cho những cái người nuôi bồ câu, đúng không anh? Rồi cái clip của Minh Dũng Bồ Câu hôm nay đến đây là kết thúc các bạn nhé. Và các bạn nếu mà cảm thấy những cái clip của Minh Dũng Bồ Câu bổ ích thì các bạn hãy cho một like và subscribe các bạn nhé. Và xin hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo.